Với Lan Hà Nội xin chào tất cả mọi người nha. Hai hôm nay thì do đơn hàng nhà em ùn tắc nhiều quá ấy, thế nên là em không lên video mới. Hôm nay thì tạm thời cũng xử lý ổn các đơn hàng rồi ấy. Thì em bắt đầu lên video để bán hàng nhá. Thì mặt hàng hôm nay của nhà em rất là nhiều và đa phần vẫn là những cái loại hồ điệp. Mặt hàng nhà em thì luôn hướng tới là cho mọi người là rẻ, đẹp, chất lượng và phù hợp với những bác mới chơi này. Trồng sẽ đem lại kết quả và hiệu quả thực tế nhá. Thì mặt hàng hôm nay khá là nhiều và vườn nó quá là chật rồi, nên em sẽ thanh lý một số mặt hàng rẻ để cho mọi người lựa chọn nhé. Đầu tiên sẽ là cái dòng đen rô nắng to này. Đen rô nắng to đây, cây đen rô nắng rất là to, có đen rô, có robert, thỏ xưa, thỏ vàng và rồng vàng nhé. Đây, cây rất to, em cầm một vài cây mẫu lên cho mọi người xem nhé. Cây này nó cao khoảng 50 cm. Đấy, cao 50 cm. Hoặc là những cây robert bụi lớn ấy, thì nó sẽ thấp hơn, nó cao khoảng 20-30 cm thôi. Nói chung là cái cây này đen rô rất to. Bình thường em bán 150 một đôi ấy, mọi người biết rồi đấy, hay bác nào hay theo dõi thì biết rồi đấy. Nhưng mà để giải tỏa bớt cái diện tích vườn ấy, thì hôm nay em thanh lý cực kỳ rẻ nhá, 55.000 một cây. 55.000 một cây, 101 một đôi thôi. Đây, cây rất to. Đen rô nắng này thì cho hoa quanh năm nhá. Đen rô nắng này mình nó cho hoa quanh năm mà hoa của nó rất đẹp. Đấy, nó đẹp hơn đen rô thường. Ngồng nó dài, cánh nó bay hơn. Đấy, đặc trưng của đen rô nắng. Còn về cụ thể cái dòng đen rô ấy thì đen rô là một cái dòng rất là dễ sống. Đó, những bác mới chơi thì nên trồng cái đen rô này, dễ sống, dễ ra hoa. Tiếp theo em chuyển sang một cái mặt hàng em cũng muốn thanh lý bỏ bớt đi này, để cho nó rộng vườn đi, để có những cái mặt hàng mới cho mọi người. Đó, những cái chậu Brass nhà em thì nó có mấy màu. Đây, có cả cái màu trắng rất là đẹp này. Đấy, có trắng vàng. Nhưng mà màu vàng thì hoa nó tàn rồi. Đây là màu trắng nhá. Đây là Brass môi trái tim. Rất đẹp. Đó, đây là một cái dòng lan siêu tầm. Thì những cái chậu lan này thì trước em bán khoảng 150-170. Hôm nay em đồng loạt thanh lý màu trắng, màu vàng đều bằng giá nhau 120.000 nhá. Đây, ví dụ như đây là màu vàng đấy, nhưng màu vàng thì chậu chậu cây nó bé hơn một tí. Đấy, chậu thì thân nó bé hơn. Đấy, đây màu vàng này. Đấy, màu vàng thì hoa nó tàn gần hết rồi, hầu như là tàn rồi. Đấy, 120.000. Chậu vàng thì bé hơn, chậu vàng thì nó không được to như chậu trắng. Nhưng hoa vàng thì nó lạ hơn và đáng siêu, nó siêu tầm khó hơn hoa trắng này. Đấy, chậu vàng. Về nhà mọi người sẵn treo lên thôi. Chậu vàng 120.000 nhá. Hay có cả chậu đỏ đấy. Đây là Brass. Tiếp này một mặt hàng giá cực kỳ rẻ mà mọi người tập trung vào đây nhá. Đây là mặt hàng chủ yếu, chủ đạo của nhà em, nhưng hôm nay em giảm xuống một cái giá cực kỳ rẻ nhá. Đây, tại vì em quá nhiều rồi, trên giàn còn nhiều mà ở dưới đất em cũng phải để trên giàn hết chỗ để, em phải để cả dưới đất, nhiều quá. Là hồ điệp tai thỏ nhá. Hồ điệp tai thỏ, một cái giống hồ điệp thân lá khổng lồ. Đấy, một cái giống hồ điệp thân lá khổng lồ. Hôm nay em thanh lý giá rất rẻ thôi. Không phải thanh lý mà muốn đẩy nhanh với giá rất là rẻ. Nhưng cái cây hồ điệp tai thỏ ba lá, có ba lá rất là đẹp. Đó. Nhưng cái cây này thì em sẽ chọn toàn cây ba lá thôi. Sẽ không có cây hai lá đâu. Đó. Cây nó ba lá nhá. Đấy. Toàn bộ là ba lá. Cái cây này hôm nay em thanh lý giá cực kỳ rẻ này, 20.000 một cây. 20.000 một cây đấy nhá. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi, thì nên là bác nào xem trong ngày hôm nay thì liên hệ em để mua sớm cái mặt hàng này nhá. Còn tiền cước thì mọi người cứ tự thanh toán thôi. Tiền cước thì nếu mà vào trong miền Nam thì nó hơi cao một xíu, còn nếu mà ở ngoài miền Bắc thì nó cũng rẻ thôi. Cây này đây, mọi người so cái bản lá nó với tay em này, đó. Nó to lắm, cây này lá to lắm. Và đây là cây nhớ thôi, mình trồng từ giờ đến Tết là ra hoa rồi. Mình có thể mua những cái chậu của đất nung về để trồng cái cây này vào, hoặc là ghép trực tiếp vào cái cây thân gỗ, hoặc ghép vào những cái trụ gỗ, trụ lúa gì đấy, tùy mọi người. Đấy. Hồ điệp thì nó mình chăm cung cấp đủ nước cho nó là được, và bón thêm phân thuốc vào cái thời gian mà sinh trưởng cho cây. Còn đến cái mùa nghỉ thì mình thôi. Hoa thì sẽ ra vào mùa Tết nhá. Đó. Thời điểm lạnh, hoa thường là nó sẽ ra vào, hoa đại nó sẽ ra vào hai mùa, mùa hè và mùa Tết. Nhưng mùa hè thường là sẽ bỏ bông đi.
bỏ ngồng đi, tại vì mùa hè thời tiết nóng ấy, nó sẽ nở bông hoa nó nhỏ và nó được ít hoa lắm. Tết thì nó mới nở được nhiều. Cây hôm nay thì em thanh lý giá là 20.000 nhá. Hồ điệp tai thỏ ba lá 20.000 một cây. Đây. Hồ điệp tai thỏ ba lá này 20.000 một cây. Đó, số lượng rất là nhiều, rất là nhiều. Đen rôn nắng nhá. Đen rôn nắng. Đấy, em còn không có chỗ để đen rôn, phải để dưới đất đây này. Đây. Đen rôn nắng. Thì nhà em hôm nay có 5 giống đen rôn nắng, 3 giống thôi. Đấy, 3 giống đen rôn nắng. Giống chuẩn nhá, cái giống này thì em bảo hành cho mọi người. Đó là Bensoda. Bensoda này. Đó, đây là cây Bensoda nhá. Banana này. Banana. Màu vàng chuối đấy ạ. Banana. Và anten. Anten nhé. Anten. Cây đen rôn nắng này thì nó là cây giống thôi. Nhưng mà đây là những cái giống rất là đẹp của dòng đen rôn nắng. Đấy, cây giống nó cao độ khoảng hơn 10 cm và đang phát triển rất là khỏe. Cây này thì em có một ít thôi, tại vì đây là hàng sưu tầm mà. Những cái dòng đen rôn nắng này là hàng sưu tầm thôi. Thì những cái giống này khá là đẹp. Đó, mọi người có thể tìm hoa của nó trên mạng. Cái giống này thì em bảo hành cho. Đen rôn nắng này thì em bán là 30.000 một cây nhá. 30.000 một cây. Đó. Mỗi hôm em sẽ thanh lý, cố gắng thanh lý một mặt hàng khá là rẻ để mọi người biết đâu có thể sưu tầm được. Rồi đấy, đen rôn nắng nhá, có 3 loại: banana, anten và bensoda. Hồ điệp rất là nhiều. Và đây là cái quy cách đóng hàng của nhà em này. Mọi người yên tâm mà. Thùng hàng rất là chắc chắn, đẹp. Đấy, những thùng hàng rất là chắc chắn, đẹp khỏe này. Đấy, thùng hàng nào cũng đẹp. Đấy, đóng hàng rất là chắc chắn. Nọ này. Quay sang một cái loại khác nha. Thế thì em giới thiệu thêm cho mọi người một cái loại phân thuốc nhà em này. Phân thuốc nhà em, đây là một cái phân thuốc của Mỹ nhá. Thì phân thuốc này, trong lúc mà đi đến những cái mặt hàng tiếp theo thì em giới thiệu qua cái phân thuốc này. Phân thuốc này thì phù hợp với những bác nào mới chơi, hoặc bác nào mà không biết kết hợp những cái loại phân thuốc khác nhau ở trên thị trường. Trên thị trường nó có vô vàn loại phân thuốc khác nhau để chăm sóc cây lan ấy. Thì mọi người có thể mua cái loại này về dùng nhá. Em đang bán giảm giá và chào hàng ra thị trường chỉ có 10.000 thôi. Còn nếu mà khi mà thị trường có ấy, thì giá thực tế của nó ít nhất phải 40.000 cơ. Tại vì cái nọ này ấy, là nó nghiên cứu để phát triển toàn diện cho cái cây lan về thân, lá, rễ. Và một lọ này thì mình tưới rất là nhiều. Đó, em chỉ pha 10 giọt với cả 1 lít nước thôi. Đấy, em phải nghiên cứu riêng ra, em phải thuê nghiên cứu riêng ra để phục vụ trồng công nghiệp. Đấy, số lượng nó nhiều ấy mà mình không thể chế quá nhiều các loại để làm gì cả. Mình chỉ tổng hợp một loại thôi, phát triển thân lá rễ và có thể dùng cho nhiều loại lan. Đó, đây là một lọ phân thuốc của Mỹ nhá, em đang giảm giá 10.000 một lọ. Nào, sang một loại hồ điệp khác nào. Là hồ điệp, cái dòng hồ điệp này thì nguyên giá nhá. Đây, số lượng cực kỳ nhiều. Đó, cả dãy này. Đây là hồ điệp mãn, hay còn gọi là một cái dòng hồ điệp mini đấy. Thì đây là một cái dòng hồ điệp mà nó sai bông, rất là sai bông, đã cho hoa một lần rồi. Đó, và có nhiều màu nhá. Đã cho hoa một lần. Thì đặc điểm của cái này nó khác hồ điệp đại một tí, là nó sẽ cho hoa quanh năm và hoa của nó sẽ là hoa chùm. Một thường là có hai ngồng. Đấy, một cây sẽ thường có hai ngồng. Ví dụ như là mỗi ngồng nó sẽ cho khoảng 20 cho đến 30 bông hoa chẳng hạn, nhưng vào mùa Tết. Còn những cái trái mùa ấy thì nó thường sẽ cho ít hoa hơn. Nhưng hoa mini cho hoa quanh năm và hoa nhỏ rất là bền. Đây, nhiều màu lắm. Đó, ví dụ cây em đang cầm trên tay là màu vàng này. Hay đây là màu hồng này. Đấy, lá nó khác nhau đấy. Đây, tím này. Thì người ta gọi chung là hồ điệp mãn và mãn nhiều màu. Cây này cũng khá là đẹp. Đấy, cây này hầu như là khá là đẹp. Nó cho hoa một lần rồi ấy, nhưng mà hoa mini thì không quan trọng. Hoa đại thì cho hoa một lần thì người ta thường không thích bằng cây tơ.
nhưng hoa mini thì không như thế. Đấy. Hoa mini thì cho hoa càng nhiều lần càng tốt. Đây, cây khá là đẹp và khỏe nhé. Mà những cái cây này ấy, thì thường là nó sẽ cái độ cứng cáp, khỏe khoắn của nó hơn những cây tơ, vì là nó trồng trồng ngoài môi trường khá là lâu rồi và rễ nó phát triển rất là khỏe rồi. Đây mọi người nhìn này, rễ ở trong phát triển rất là khỏe. Hơn nữa là những cái cây này nhà em còn để thuần vườn nữa chứ không hề để trong nhà lạnh hay là gì nhá, môi trường rất tự nhiên đó. Mọi người về trồng rất phù hợp với hầu hết các khí hậu. Hồ Điệp Mát nhá, cây này em bán vẫn giá như cũ là 25.000. 25.000 một cây. Có các màu như tím, đỏ, xanh, vàng, hồng, kẻ các thứ. 25.000 nhá. Rất là nhiều. À, tiếp tục chuyển sang hồ điệp lá mít này, những cái mặt hàng mà mọi người vốn đã quá biết rồi đó, hồ điệp lá mít. Những cây là hồ điệp lá tròn bản lá to, thì những cái đây là những cái dòng hồ điệp lá mít cây giống thôi, tại vì cây này nhà em mới trồng được khoảng 6-7 tháng đấy, ở trong cái cốc nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây em cầm trên tay mọi người nhìn lá nó này. Nhưng mà cái này khi phát triển hết cỡ ấy, thì nó cũng là một cái loại giống khổng lồ đấy ạ, cây rất là to. Nhưng mà hiện tại là đây là một cái giống mới, thế nên là chưa có cây mà to khủng, mà mới chỉ có cái cây giống của nó thôi. Cái giống này em mới nghiên cứu ra để chơi thân lá, chơi cả hoa, chơi cả thân lá. Một cái cây hồ điệp lá mít này thì em vẫn bán giá là 18.000. Đó, có thể mọi người so sánh với một cây tai thỏ ấy, thì cây tai thỏ nó to rất nhiều, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây ví dụ một cây tai thỏ vừa nãy em bán này, em bỏ so sánh cho mọi người nhé. Đây một cây tai thỏ đây, một cây tai thỏ mà vừa nãy em bán là 20.000, cây tai thỏ ba lá ấy. Đây mọi người có thể so sánh với một cây hồ điệp lá mít. Đấy, có thể là cây tai thỏ nó to hơn rất nhiều mà nó chỉ đắt hơn 2.000 thôi. Nhưng mà mọi người để ý nhá, tại sao em vẫn bán cây này 18.000, vì cây này nó là hồ điệp giống mới. Đó, một hồ điệp giống mới nó ngay sau trồng nó cũng rất là khổng lồ, mà lá nó lại còn tròn mít đẹp. Đấy, lá nó tròn nên lá nó không phải là dài như cái lá tai thỏ. Thì cây lá mít này 18.000 nhá. Và mọi người để ý kích thước của nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi chứ đừng yêu cầu to, tại em nói luôn là nhỏ rồi. Và mọi người gọi điện ấy, thì nói rõ cho em là mua cây gì nhá, bao nhiêu tiền. Chứ đừng hỏi giá em cây hồ điệp bao nhiêu tiền, chịu, không biết được đâu, bao nhiêu loại khó trả lời lắm. Thôi tạm thời hôm nay video dừng ở đây nhá. À đây, em cho mọi người xem luôn một cái chậu phi điệp mà cấy mô đời đầu của em này, nở hoa rồi này. Đó, cũng khá là đẹp. Khá là đẹp. Chậu phi điệp đời đầu nở hoa ấy, thì mọi người yên tâm mua phi điệp cấy mô nhà em đi. Có số lượng cây thì yên tâm là nhiều lắm. Thế nên là cây tiêu chuẩn như thế nào thì em sẽ nhắc cho mọi người cây như thế nhá. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0974 702 106. Mọi người nha. Rồi em xin chào tất cả các bác.